Lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO, xây dựng trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước. Và mỗi đơn vị trường học lại có những cách làm, những mô hình riêng để tạo dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Giờ đọc hạnh phúc của thầy và trò trường tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu để cảm nhận rõ nét hơn những nỗ lực của nhà trường trong việc tạo niềm vui đến lớp, đọc sách cho học sinh. Chủ đề Giờ đọc hạnh phúc hôm nay của học sinh lớp 5 trường tiểu học Phan Đăng Lưu là lòng biết ơn. Học sinh được khám phá một cung đường gồm 5 trạm dừng chân trên chuyến đi hạnh phúc với các trò chơi thú vị, những câu chuyện sâu sắc, những câu hỏi liên hệ thực tế và giới thiệu những cuốn sách, câu nói hay về lòng biết ơn. Vào giờ đọc hạnh phúc thì tụi con thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Tụi con cũng có thể chia sẻ những cuốn sách và những kiến thức. Được triển khai từ năm học 2021-2022, chương trình Giờ đọc hạnh phúc diễn ra xuyên suốt năm học theo các chủ đề, hình thức sinh hoạt đa dạng từ phạm vi lớp học đến phạm vi khối lớp, phạm vi trường học. Khi cả trường chưa thể học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến, thu hút cả ngàn lượt truy cập của học sinh. Chương trình cũng tạo một không gian giáo dục mở cho giáo viên linh hoạt sáng tạo. Thì qua giờ đọc hạnh phúc thì các em cảm thấy rất là thích đọc sách, rất là vui về và tiếp nhận các câu chuyện một cách rất là hào hứng. Thì các giờ đọc hạnh phúc diễn ra linh hoạt bằng cách là các em có thể xem những cái đoạn video, những cái đoạn và xem các vở kịch do các cô giáo, các bạn đóng vai. Bên cạnh những tiết đọc dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhà trường cũng xây dựng thư viện mở ngay tại mỗi lớp học, dựng góc đọc sách dưới sân trường để tạo cảm hứng đọc sách cho học sinh mọi lúc mọi nơi. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, học sinh dành nhiều thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử. Việc tạo dựng thói quen đọc sách cho các em là một thách thức không đơn giản với những người làm giáo dục. Và thì qua 2 năm triển khai thì chương trình bước đầu đã mang lại được những cái kết quả đáng ghi nhận, đó là cái tình yêu đối với sách. Học sinh dành cái thời gian để đến với sách được nhiều hơn. Hiện nay thì học sinh là đa phần là các em thích đọc sách nhưng mà sách đọc sách truyện tranh. Thì nhà trường muốn hướng các con tới cái việc mà lựa chọn những cái cuốn sách mà có giá trị, những cuốn sách để mà phát triển về cái nhân cách, những cái giá trị về đạo đức nhiều hơn là so với là việc mà các con chỉ đọc truyện tranh để mang tính chất là giải trí. Thông qua chuỗi chương trình ý nghĩa của giờ đọc hạnh phúc, niềm đam mê với sách của học sinh trường Phan Đăng Lưu cũng được nâng lên mỗi ngày. Hạnh phúc không phải là câu chuyện điểm số. Tìm về với sách vở, với văn hóa đọc cũng là những thời khắc các thầy cô giáo dạy cho các em về kiến thức văn hóa, về đạo đức làm người, cách khơi mở để yêu thương bản thân mình, hạnh phúc với chính mình và lan tràn hạnh phúc đó sang cho những người xung quanh.